Đôi khi bỏ tu rồi về lấy chìa khóa cái đã, từ trên đến sau phải không? Có thể như vậy không quý vị? À, đôi khi vì một cái gì đó mình quên ở nhà, về vô cứ nhớ nhớ vậy, vô đang tu mà cứ nhớ tới cái chuyện ở nhà không à? Là chúng ta có thực sự chúng ta đang tu không quý vị ha? Tu là để cho chúng ta biết rõ chúng ta đang từ từ sửa đổi cái tâm tham sân si của chúng ta, và để chúng ta nhận thức rõ ràng những cái vật dụng của thế gian đang lôi cuốn chúng ta vào. Tu để chúng ta có được những cái phương pháp thật sự đưa chúng ta từ cái sự đau khổ đi ra khỏi cái sự đau khổ đó và được đạt được cái sự an lạc. Và tất cả chúng ta ai cũng muốn có an lạc không quý vị? Muốn có an lạc không quý vị? Muốn có an lạc là phải làm gì? Bỏ tham sân si. Mà tham có tới năm thứ lận, bỏ được không? Được không ạ? Được không? Quyết định an lạc không? Mời quý Phật tử mình quyết định an lạc không? Cái này nữa muốn nữa không mà nữa muốn nữa không? Bởi vì tự nhiên giờ nghĩ năm cái thứ mà dùng là nói đời, tự nhiên giờ thầy kêu mình bỏ sao bỏ ha? Nữa thì muốn an lạc cũng tốt mà chắc kiểu này nghĩ thôi, để lần sau thầy để mai mốt chắc con già rồi con hãy tìm cái sự an lạc, phải không? Bây giờ những cái chúng ta thường thường suy nghĩ, khi có điều kiện rồi chúng ta mới suy nghĩ. Bây giờ chúng ta có điều kiện để chúng ta hưởng thụ. Tại sao chúng ta không hưởng thụ? Và chúng ta cứ hưởng thụ, chúng ta cứ chạy theo những cái vật dụng của thế gian. Những cái vật dụng của thế gian nó lôi cuốn chúng ta vào. Cái dòng đời của chúng ta được ví như một cái dòng chảy. Một cái dòng chảy của một con sông. Và Đức Phật đã ví cuộc đời của chúng ta có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là đi theo chiều hướng của dòng sông, có nghĩa là cứ trôi theo dục lạc của thế gian. Bản thân mình thích gì muốn gì mình cứ phục vụ, mình cứ thỏa mãn cho những cái sở thích của chúng ta. Đó là chúng ta trôi theo cái dòng chảy của thế gian. Và hạng người thứ hai đi ngược với dòng chảy của thế gian, đã từ bỏ những cái vật dụng của thế gian để mà đi ngược với dòng chảy của thế gian. Và hạng thứ ba, hạng thứ tư là một người, hạng thứ ba là người bắt đầu qua được bên kia của dòng chảy. Hạng người thứ tư là an nhiên tự tại đứng lại và nhìn dòng chảy thôi. Thì hạng người thứ ba và hạng người thứ tư đó là hai hạng người đã đạt được cái sự vô sanh rồi. Nên chúng ta không nói tới, chúng ta phải cùng nhau chia sẻ về cả hai hạng người. Đó là một hạng người trôi theo dòng chảy của thế gian, và hạng người thứ hai đó là đi ngược với dòng chảy thế gian. Thì trong hai hạng đó, đi ngược cái dòng chảy của thế gian có nghĩa là những người đi ngược với những cái sở thích của thế gian. Và để đạt được cái sự an lạc, để đạt được cái sự giải thoát, mình thoát ra khỏi cái sự ràng buộc của thế gian. Giữa hai hạng người đó, chúng ta sẽ chọn hạng thứ nhất, hạng thứ hai. Ai chọn mình sẽ chảy theo dòng chảy của thế gian? Quý vị, ai sẽ chọn? Mình sẽ chảy theo dòng chảy của thế gian. Toàn đi ngược dòng thôi nha. Mà ngược dòng quý vị biết, một dòng sông đi ngược dòng là khó. Mà đã đi ngược dòng rồi, sóng gió nó rất là nhiều quý vị. Liệu chúng ta có thể vượt qua được sóng gió đó không? Vượt qua được không ạ? Chà, cái này không biết sao vượt đấy. Nói về cái tam độc
về cái tham sân si, Phật cũng có dạy chúng ta lấy ba cái pháp môn vô lậu để mà đối trị, để mà hóa giải đi đi ba cái độc đó. Ba cái học đó gọi là tam vô lậu học. Tam vô lậu học là gì? Là giới, là định, là tuệ. Vâng quý vị, tam vô lậu học là giới, định, tuệ. Giới là gì? Giới là những cái giới giúp chúng ta ngăn ngừa những cái tội lỗi chúng ta phạm. Đó là giới, phải không quý vị? Giới để cho chúng ta biết làm cái này có tội, làm cái kia có tội, chúng ta đã thọ giới và chúng ta không phạm giới. Đó là giới. Giới định là gì? Định là cho chúng ta bình tĩnh, chúng ta có thể quan sát được, chúng ta có thể quan sát được về cái việc của mình đang làm. Tuệ là gì? Đó là cái trí tuệ. Lấy trí tuệ làm gì? Mình đứng lại mình quan sát rồi, mình mới lấy trí tuệ mình quan sát cái việc này mình làm nó có đúng hay không, cái việc kia làm nó có đúng hay không, để mình quan sát. Và mình thấy mình lấy trí tuệ ra mình coi cái việc này, mình vào mình thấy cái việc này nó không đúng, mình không có làm. Cái việc kia nó đúng, mình làm. Nên chúng ta mới có một câu chúng ta từng nghe gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, phải không quý vị? Bồ tại sao gọi Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh là sợ quả? Bồ Tát khi mà Ngài bắt đầu tạo một cái quả gì đó, có Ngài mới quan sát. Bây giờ bây giờ giả sử chúng ta lấy một cái ví dụ gọi là giết người đi. Người Bồ Tát người ta quan sát, sau khi mình giết người này rồi mình sẽ phạm vô cái tội gì? Sát sanh. Sát sanh xong rồi chúng ta sẽ phải nhận một cái quả gì? Công an bắt rồi chúng ta phải làm gì? Ngồi tù phải không? Phải ngồi tù không? Đó, đó là Bồ Tát mới quan sát. Bây giờ này mình mà giết người là mình phạm tội sát sanh này. Rồi cái nữa là mình phải đi tù. Nếu mà tội nặng có thể mình bị bắn, phải không? Có thể mình bị bắn. Và mình liệu rằng cái quả mà mình giết người đó mình có nhận được hay không? Mình có đủ sức để mình dám nhận hay không? Thì mình mới bao thực hành. Và Bồ Tát thấy cái đó cái cổ, cái quả đó ghê quá, cái quả đó khổ quá, thôi mình không có làm cái việc giết người đó nữa. Bồ Tát mới thấy được cái quả đó và Ngài không có giết người. Gọi là Bồ Tát sợ nhân. Cái nhân mới chuẩn bị suy nghĩ ra để giết người, nó dẫn tới hành động giết người. Hành động giết người nó đưa cho chúng ta một cái quả là cuối cùng chúng ta phải vào tù thôi. Và chúng ta Bồ Tát quan sát được cái quả đó rồi, Ngài mới bắt đầu cái việc này mình không thể, cái quả này mình không dám lãnh. Mình rất là sợ, mình không dám lãnh đâu. Không dám lãnh thì chúng ta có dám làm không? Không dám làm không quý vị? Không dám lãnh làm sao dám làm? Còn chúng sanh chúng ta giờ kể tới đâu tới, phải không? Chúng ta có thường đường tới đâu tới không? Giờ nó giận lên rồi mà còn gì nữa. Tới đâu tới rồi xong tính sau, phải không? Chúng ta bây giờ đi giết người, bắt đầu bây giờ duy nghĩ bực mình rồi, giờ nó làm vậy giết nó thôi. Là mới nghĩ tới đó, sách dao đi đâm chém người ta chết. Rồi xong bắt đầu mới nhờ, mới giết người xong bắt đầu thấy cái hậu quả mình làm nó như thế này như kia độc ác. Rồi bắt đầu khi đó mới thấy sợ, phải không? Khi đó mình nhận được cái quả là mình phải vào tù rồi, mình phải chịu sự đau khổ rồi. Bắt đầu mình mới cảm thấy, bây giờ mình sợ, phải không quý vị? Cảm thấy sợ không? Cảm thấy sợ, khi mà làm xong chúng ta cảm thấy sợ mới nhận cái quả đó không? Chúng ta sẽ phải thấy rất là sợ. Bởi vậy mới nói rằng Bồ Tát thì sợ nhân. Bồ Tát trước khi muốn làm hành động gì, nhìn cái nhân đó có lợi có hại như thế nào, Ngài mới bắt đầu làm. Còn chúng ta làm gì? Rồi trồng cái đã, nó ra cây gì mình nhận cây đó, phải không?
cái quả nó tới mình mới bắt đầu sợ. Thì tất cả chúng ta muốn làm Bồ Tát hay là muốn làm chúng sanh à? À quý vị, chúng ta thấy rồi nè. Một là chúng ta sợ cái nhân của chúng ta làm, và hai là chúng ta sợ cái quả, nhận được cái quả. Thì chúng ta muốn nhận cái quả hay là chúng ta sợ cái nhân? Quý vị có muốn nhận cái quả đau khổ không? Muốn nhận quả đau khổ không quý vị? Không muốn nhận quả đau khổ là chúng ta phải làm gì? Đừng có trồng cái nhân đau khổ. Đừng có trồng cái nhân đau khổ thì chúng ta không phải gặt hái cái quả đau khổ, phải không? Chúng ta sẽ không phải gặt hái những cái quả khổ đó. À, quý vị cứ thực hành đi. Bây giờ giả sử quý vị nổi giận lên một cái điều đó, và quý vị quan niệm rằng bây giờ mình đang giận, mình đang giận, mình bắt đầu chế ngự cơn giận của mình xuống. Và qua cơn giận đó rồi, quý vị sẽ cảm thấy gì? Tự nhiên cảm thấy sao tự nhiên mấy bữa mình thấy cơn giận này lên, mình theo bản năng là mình chửi, mình rủa, mình nói rồi. Thế nhưng mà bữa nay mình có thể chế ngự được cái giận đó. Mình cảm thấy vui không? Cảm thấy vui trong lòng. Bữa nay mình không phải đốt cái rừng công đức của mình rồi, phải không? Công đức làm có được nhiều không quý vị? Nhiều công đức không ạ? Chúng ta dám chắc công đức của chúng ta làm được nhiều không? Làm được cái ít mà đốt nhiều cũng mệt nha quý vị. Làm ít mà đốt nhiều là mệt lắm à. Vay trả của thế gian, chúng ta sống trong thế gian này, chúng ta sống bằng vay, bằng trả. Vay trả, chúng ta có tin là chúng ta đang sống bằng sự vay trả không quý vị? Có đang tin là chúng ta phải đang sống bằng sự vay trả? Vay trả đây, vay trả cái gì quý vị? Chúng ta đang vay trả cái hơi thở không? Vay trả, vay nó hít thở vô, trả nó thở ra, đúng không? Khi nào mà chúng ta hết vay hết trả là sao quý vị? Hết vay hết trả là sao? Rồi, hết vay hết trả có nghĩa là hết một kiếp người, phải không? Vậy chúng ta có một còn muốn vay trả không? Có muốn vay trả không ạ? Muốn. Vẫn muốn vay trả. Khi mà chúng ta thực hành những cái lời dạy của Phật, và bây giờ chúng ta có những sự chia sẻ. Cái sự chia sẻ đó là gì? Đối với tam ba món độc, chúng ta phải lấy tam vô lậu học để chúng ta giải quyết nó. Chúng ta này lấy giới, định, tuệ. Giới để làm gì? Giới để chúng ta thấy cái biệt tham của chúng ta là sai trái. Định để chúng ta làm cho lắng dịu cái sân hận của chúng ta. Và cái tuệ để chúng ta có hiểu biết rõ ràng, hiểu biết chân chánh, hiểu biết không sai lầm, hiểu biết đúng. Để nó trái lại, trái lại với cái si mê. Si mê có nghĩa chúng ta mê mờ, hiểu biết không có được chân chánh, không hiểu biết không chân chánh. Chúng ta phải trí tuệ để mà chúng ta giải trừ. Nên quý vị hãy nhớ, bây giờ mình bắt đầu làm một cái việc gì đó, mình sẽ lấy gì? Tam vô lậu học ra. Cái việc này nó làm có bị đúng giới hay không ha? Rồi bắt đầu mình lấy cái định mình ra, mình coi mình có bị nổi sân không vì cái việc này không. Mình lấy tuệ mình ra, mình quan sát cái việc này mình làm có đúng hay không, phải không? Và chúng ta từ từ chúng ta sẽ thực hành được rồi, quý vị sẽ có được sự giải thoát, có được sự an lạc. Và bây giờ chúng ta đã cùng nhau chia sẻ ít nhiều gì đó những vấn đề tham sân si của những người Phật tử, để chúng ta cùng tu học và chúng ta cùng vượt qua. Và vừa rồi chúng ta chia sẻ một ít, mới một ít thôi nha quý vị, nó còn nhiều lắm. Và mình
phải chia sẻ một ít, mình phải ôn lại bài chứ ha. Rồi bây giờ phải ôn lại bài nha. Bây giờ này quý vị, tam độc là gì? Ai giơ tay lên có phần thưởng? Ai nói về tam độc ai giơ tay lên có phần thưởng? Giơ tay lên nói tam độc là gì? Hả quý vị? Ai? Tam độc là gì ạ? Tam độc là gì? Ai nhớ thì giơ tay lên rồi. Tham sân si. Rồi, tham sân si. Tham gồm có những gì? Tham gì? Tham là tham tất cả các tài. Các ý muốn của mình muốn tham. Tham tài có nghĩa là tham tất cả các ý muốn của mình. Rồi bây giờ bác có một phần thưởng. Tam độc, biết được tam độc là tham sân si phải không? Rồi gửi bác một phần thưởng nè. Rồi, bây giờ chúng ta thấy nha, trong tam độc nè, tham gồm có bao nhiêu? Tham là gồm có cái gì nhiều? Rồi mời cô diễn lên sau ha. Tham là gì à? Cô đứng lên cho mọi người cùng biết đi ạ. Tài sắc danh thực tùy. Cô có thể nói tài là gì không à? Sao cô có tham tài không à? Sắc cô có tham không? Danh cô có tham không? Ăn uống cô có tham không? Ngủ nghỉ có tham không? Có tham ngủ nghỉ? Chút chút. Vậy là tham ba muốn hai món chút chút. Vậy là hầu như năm món có hết phải không? Rồi gửi tặng cô một món quà đã tự tin thoát vượt qua khỏi chính mình phải không? Bây giờ chúng ta còn muốn nhận quà nữa không? Muốn nhận quà không à? Rồi chúng ta đã trải qua được tài sắc danh thực thùy tam độc. Và chúng ta nhớ này, lấy cái gì để trị với tam độc quý vị? Lấy cái gì để trị với tam độc? Lấy cái pháp môn gì để đối trị với tham sân si đây? Lấy cái gì để đối trị tham sân si? Quý vị? À, lấy gì đối trị tham sân si? Tham sân si, đối trị tham sân si gồm có cái gì nhiều cho tay hết, lẻ lắm, có phần thưởng rồi cô kia, mời cô. Hả? Giới định tuệ, à, đó là lấy tam vô là học giới định tuệ. Để mà làm gì? À, chúng ta phải nhớ là rằng để muốn chế ngự và hóa giải tham sân si là phải lấy tam vô lậu hoặc là giới định tuệ ra để làm gì? Hóa giải. Rồi nhớ chưa? Cái này phải nhớ hả? Thôi gửi cô. Rồi chúng ta đã có tới 3 món quà. Và kể về tham, những câu chuyện chúng ta được về một cái bổn chuyện về cái vấn đề tham để chúng ta cùng chia sẻ với tất cả mọi người không ạ? Đâu đây nè, mình giơ tay mình giảng lên vượt qua chính mình rồi, mời cô lên đây, mời lên đây rồi rồi mời cô đứng đó cũng được, mà nói làm sao để mọi người nghe được nha. Nhiều lắm, nhưng mà ở quê con, ở cái địa phương con, mà con nhớ là cái ngày còn nhỏ có một cái ông này, ông già rồi mà ông ấy đã già, ông rụng hết mọi cái răng rồi nhưng mà ông ăn rất là tham. À, ông ấy có một nhà có một quả mít to lắm mà ông ăn ông không cho bạn một múi nào, mà rồi cháo thì ông ấy ăn như vậy là phải múc ba cái sải tay như thế này để ra. Rồi cuối cùng ấy thì do cái tham quá như vậy mà cuối cùng là ông cũng bị chết no. À, con cứ nhớ mãi từ cái tuổi thơ ấu, chứ còn kể ra cái tham thì rất nhiều. À, hôm nay về được nghe thầy giảng như vậy thì con cũng nhớ lại cái câu chuyện như vậy, thì có gì không phải thì cũng mong thầy và quý vị tha lỗi. Tham ăn cái đầu mà phải chết sao? Thường thật mà chết, đó có phải nhân quả ngay tại đó không quý vị? Đó là nhân quả ngay tại đó. Và bây giờ có một cái cây, ai có một câu chuyện mà nói về vấn đề sân, sân rất nhiều, nhiều người sân,
Rồi, bây giờ ai có một câu chuyện nói về cái sự sân hận chia sẻ cùng với mọi người đi. Một câu chuyện về cái sự sân hận. Rồi, mời anh Vicky lên đây. Lên đây mình cùng chia sẻ tất cả mọi người. Dạ, năm Di Đà Phật. Dạ, đó là câu chuyện của gia đình con. Lúc trước là đứa em nó với chị cãi lộn cãi nhau giận. Con đang ở dưới đi công viên đi chơi với chồng, nghe chị gọi điện thoại về, thấy nói chị nói thằng em nó chửi tôi, người ta có đánh tao rồi, chạy về đi. Cái em mới là định chạy về, vừa gặp thằng em quay vô đánh nó. Em đánh nó xong cái buổi tối hôm đó nó dọn nó ôm đồ nó xách xe đạp, nó đi đón xe về với nó đón xuống thành phố. Cái má nhà khóc quá thì khóc, em con chở má đi vòng kiếm nó hoài, không thấy gọi điện thoại cho nó không được, cuối cùng kiếm phải mất ngày bữa hôm sau không kiếm được nó. Lúc ấy má khóc cũng tội, không khóc theo. Vậy đó là câu chuyện mà lúc con sân hận lên đánh em trai cái nó hậu quả vậy. Dạ, con đi đâu cả. Chúng ta có cảm thấy là cái sự sân hận có lợi cho chúng ta không? Vì một phút sân hận mà không cần biết cái gì hết trơn, nhào vô đánh thằng em đó. Đánh xong rồi nó còn bỏ đi bằng cái lo lắng đó, kéo tới. Bây giờ mẹ khóc thì mình đau khổ, mình phải lo buồn với mẹ đi kiếm, mà mình kiếm cảm thấy tội nghiệp mẹ. Và mình cảm thấy cái hậu quả sân hận ngay một phút sân hận của mình nó có đáng không quý vị? Đáng không? Không hề đáng chút nào. Nên đây tất cả mọi người chúng ta nổi sân lên, mình biết ô anh bạn sân nó tới rồi, mời ngồi uống nước ha. Hôm nay kệ nó muốn làm gì làm, mình không có sân hận nữa. Chào, thoải mái uống nước đi, xong anh về nha. Bữa nay anh tới tôi không có nhận anh, cho không nghe lời anh nữa đâu ha. Mời anh tới, giờ anh uống nước xong anh đi về. Vâng quý vị, bắt đầu là ô nó về rồi, ta đây chiến thắng được giặc tham. Và bắt đầu chúng ta không phải nhận một cái hậu quả không tốt xảy ra, phải không? Chúng ta có cảm thấy cái sân của chúng ta nó nổi lên mà nó làm mất đi tất cả và làm cho chúng ta phải đau khổ rất là nhiều không? Có những cái sân rất là đơn giản thôi, bây giờ chúng ta chỉ đau khổ, nhưng mà những cái sân bây giờ quý vị thấy rất là nhiều những cái mẫu chuyện vì những cái sân, vì những cái lòng tham, vì cái sự sân hận mà con giết cha, anh giết em, phải không quý vị? Vì mình tham một miếng đất thôi, giờ tự nhiên ông cha mình nó không có cho, rồi xích mích sao, xách dao chém ông cha chết để vì miếng đất đó, có đáng không quý vị? Chúng ta cảm thấy cái điểm sân của chúng ta đó nó có đáng hay không? Và chúng ta khi mà chúng ta quan niệm được nó có lợi ích với chúng ta hay không, và cái sự sân hận đó nó cho chúng ta có một cái hậu quả như thế nào quý vị? Nè, bây giờ quý vị nha, phải nhớ cái điều này nha. Khi tham nhỏ nổi lên, khi sân nổi lên, khi si nổi lên là chúng ta phải lấy giới ra ngăn chặn lòng tham, định ra để mà chế ngự cái lòng sân, và trí tuệ ra để mà giải quyết cái giặc si, được không quý vị? Quyết định làm được không? Chúng ta nhớ cái điều đó, nó tới là rồi, đầy đủ phương tiện rồi, giặc tới là phải không? Chúng ta đã đầy đủ cái phương tiện rồi, bây giờ mình có thứ này thứ kia phương tiện mình đầy đủ, bắt đầu giặc nó tới rồi, nó tới bây giờ mình bắt đầu dàn chiến trận của mình ra, phải không? Nó đánh vô có được không? Phòng thủ tốt thì địch làm sao đánh vô được, phải không? Chúng ta phải làm sao? Chúng ta khi mà những cái giặc tham sân và si tới, khi mà tham tới là chúng ta bắt đầu lấy cái cổ máy, lấy cái pháo mà giới ra
bắn nó cái nó rớt xuống. Nó có chiến thắng được mình không? Không. Rồi bắt đầu sân tới, mình lấy định ra chế ngự lại nó, nằm im đó, không muốn chạy đâu hết trơn. Chiến thắng chưa? Rồi không có sao. Bắt đầu chuẩn bị có những cái suy nghĩ sai lầm, chuẩn bị làm những cái hành động sai lầm, bắt đầu lấy trí tuệ ra. Ô, cái việc này làm nó sai, việc này làm không tốt, việc này hiệu quả, hậu làm một cái hậu quả xấu đưa tới cho mình. Không làm nữa. Và chúng ta lấy cái trí tuệ của chúng ta ra, phán xét nó và chúng ta giải quyết nó. Thế là chúng ta đã đẩy lùi được vật tham sân và si lắm quý vị. Phải quyết định, mình đã quyết định làm sao là lấy những các phương pháp để mà đối trị với nó. Và chúng ta phải luôn luôn quan niệm, quán niệm một điều rằng thân thể của chúng ta do tứ đại hòa hiệp năm ấm đầy đủ cộng thêm một cái thần thức vô nữa để mà tạo nên một người của chúng ta, nó gọi là tinh cha huyết mẹ hòa hợp để tạo ra chúng ta. Và để chúng ta ra đời mượn cái hơi thở, mượn cái hơi thở để chúng ta sống qua ngày. Và chúng ta từ từ nuôi dưỡng cái ta đó của chúng ta mỗi ngày lớn hơn. Và để một lúc nào đó mình quên đi tất cả những gì cao quý mình đang có. Đôi khi mình quên đi, mình sống trong cõi mộng. Nhưng mong sao chúng ta đừng mộng, bởi vì sao? Bây giờ chúng ta sống trong giây phút này, thế nhưng mà chúng ta cứ mơ mộng cho tương lai. Chúng ta muốn rằng tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn, tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Mà chúng ta có chắc chắn rằng tương lai của chúng ta sẽ được tươi sáng hơn không? Và tương lai của chúng ta có tốt đẹp hơn không? Chúng ta có chắc chắn điều đó hay không? Nếu chúng ta không chắc chắn thì chúng ta hãy quay lại bây giờ nè. Mình còn đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi để làm gì? Mắt để chúng ta còn có thể nhìn thấy vạn vật xung quanh của chúng ta ngay giây phút này. Tai để chúng ta còn có thể nghe được mọi người chia sẻ Phật Pháp với nhau ngay giây phút này. Mũi để chúng ta còn có thể ngửi được những cái hương vị ngay giây phút này. Lưỡi để chúng ta còn có thể nếm được những cái vị ở trên thế gian này. Đó là giây phút hiện tại mình đang có, phải không? Hiện tại bây giờ mình đang có, mình đang nắm giữ. Và cái đó là cái mình đang có nè. Tương lai chắc gì mình có, không quý vị? Tương lai mình dám chắc mình còn không? Nhiều người vì vấn đề nào đó tự nhiên bị liệt đi một cái, hay là bị sao một cái, mắt mờ, không nhìn thấy được nữa. Và bao giờ kia đó lại hối tiếc lại, tại sao lúc trước mà mình còn có mắt để mình nhìn mọi thứ, tại sao khi đó mình lại không nhìn và mình không cảm nhận ngay khi đó? Mà chờ khi bây giờ cái mắt mình không nhìn thấy nữa, mình mới bắt đầu hối tiếc, mình mới bắt đầu cảm thấy có cái sự đau khổ. Và mong rất tất cả mọi người chúng ta, bây giờ chúng ta còn được tới với đạo tràng, là những người bạn đồng tu với nhau, cùng chia sẻ với nhau, thì làm sao chúng ta hãy thấu hiểu bổn phận trách nhiệm của một người Phật tử. Và cái tối hậu của chúng ta là chúng ta là những người đang đi trên một con đường, mà con đường đó nó không hề láng để cho chúng ta đi. Không phải là những cái thảm nhung để chúng ta đi, mà con đường của chúng ta đang đi là một con đường đi ngược với ham muốn, đi ngược với cái dòng chảy dục vọng của thế gian. Dù những cái mơ ước đó nó tốt, những cái điều ước muốn của chúng ta nó rất là hay, nhưng mà thực sự những cái đó là những cái điều ngoài tầm tay, mà chúng ta thường gọi đó là một cái gọi là dự định, không quý vị? Một cái dự định của chúng ta,
Và mong cho tất cả mọi người chúng ta suy nghĩ, bây giờ mọi người chúng ta tới để mà tu học. Và quý vị hãy muốn tu học mà muốn có được cái sự giải thoát, mình hãy làm sao? Hãy thực hành. Ngày xưa Đức Phật không hề nói tất cả những người đệ tử Phật đã quy y với Phật là phải tin tuyệt đối vào cái lời Phật nói. Mà Đức Phật nói làm sao? Ta không bắt tất cả các ngươi phải tin vào lời nói của ta, mà tất cả các ngươi hãy thực hành đi. Các ngươi hãy thực hành cái lời nói của ta nói, nó có thực sự đem lại được cái sự hạnh phúc, đem lại được sự an lạc cho các người ngươi hay không? Các ngươi hãy thực hành xong, và sau đó các ngươi có tin ta hay không, điều đó nó cũng không có muộn. Và mong rằng tất cả quý vị của chúng ta phải luôn luôn mình là một người Phật tử học hỏi Phật Pháp. Học hỏi Phật Pháp, chúng ta phải biết rằng cái Phật Pháp của chúng ta học hỏi ở đây không phải là để chúng ta lấy Phật Pháp đi tranh luận để mà đấu với nhau, mà Phật Pháp ở đây dạy cho chúng ta những con đường đưa chúng ta từ khổ được vui, từ nơi tối ra nơi sáng, phải không quý vị? Và chúng ta nhận biết được để mà chúng ta thoát ra khỏi cái sự trầm luân của thế gian. Thì chúng ta muốn thoát ra được khỏi cái sự trầm luân đó, đòi hỏi chúng ta phải làm gì? Đòi hỏi chúng ta phải thực hành cái giáo lý. Và tất cả quý vị phải nhớ rằng mình thực hành nha quý vị. Đôi khi Đồng Hảo thấy những người có những cái tâm niệm như thế này. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tới chùa rồi, quy y rồi, để lo cho cái gì? Lo cho cái chết, phải không? Lo cho cái chết. Mình tới chùa, cứ việc tới chùa, không biết học hỏi được bao nhiêu, an lạc được bao nhiêu, giải thoát được bao nhiêu. Nhưng mà khi mình chết đi, sẽ có thầy tới lo đám cho mình, phải không? Quý vị có ai nghĩ điều đó không? Có nghĩ không? Đúng rồi, thấy chưa? Nhất là mấy cụ ở đây nè. Chúng ta phải thực hành những cái pháp môn đó. Chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ là bắt buộc chúng ta tới chùa là quý thầy phải lo đám xá cho mình, mà chúng ta phải tự chuẩn bị cho mình một cái hành trang, một cái tư lương. Cái hành trang tư lương đó là gì? Cái hành trang tư lương đó để đối diện với cái phút mà mình phải đối diện, đó là cái chết. Và chúng ta phải làm sao? Khi cái chết tới và mình chỉ mỉm cười với cái chết, không phải cái chết tới và mình nó tới rồi, vừa làm sao né đây? Hay là khi đó cái chết nó chuẩn bị tới, thầy ơi cứu con với. Quý vị, chúng ta hãy tự tại. Phương pháp của Phật dạy của chúng ta nó rất là rõ ràng, nó chỉ cho chúng ta đi theo con đường chính. Mà không biết tất cả chúng ta có chịu đi theo hay không mà thôi. Rồi quý vị muốn có một cái năng lực, có một cái hành trang, có một cái tư lương để mà mình đối diện với cái vấn đề to lớn mà chúng ta phải đối diện, là chúng ta phải thực hành. Bởi vì bây giờ quý vị nè, như là chúng ta nợ đi ha, bây giờ tự thân của chúng ta có tiền để mà trả nợ, có tiền để mà trả nợ, thì chúng ta đang cầm tiền để chúng ta trả nợ, là chúng ta tự tin là chúng ta có thể trả nợ được, phải không? Là mình hẹn người ta là chiều nay đúng 2 giờ tôi trả nợ, và bây giờ trong tay mình có tiền để trả nợ, mình tự tin rằng chiều nay mình sẽ trả được nợ. Nhưng mà chỉ một mình hay hứa người ta là chiều nay mình trả nợ, nhưng mà chỉ có một người kia, người ta hứa với mình thôi là cho anh mượn tiền để anh trả nợ, mình có chắc chắn là chiều nay mình trả được hay không? Tự nhiên tới giờ cái bà đó, bà đi trốn đâu không tiêu tiền, mượn không có mượn, nợ có được không? Nó cũng giống vậy, đó là cái món ngoài thân của chúng ta đâu có chắc ăn,
Bây giờ khi mà giây phút cận tử nghiệp tới với chúng ta, những giây phút đau khổ tới với chúng ta, không biết chúng ta có khả năng niệm một câu Phật hay không nữa kìa. Không biết chúng ta có khả năng mở miệng ra để chỉ mà đọc Nam Mô A Di Đà Phật hay là rên rỉ u chứ dùng hay sao đau quá, bữa này đau đau nhất quá, giờ không biết đâu. Rồi đôi khi còn là làm nũng nữa phải không? Thấy con cháu mà chăm sóc mình đặc biệt quá, thấy con cháu thương quá trời, làm tha thiết, làm quăng, làm quại nữa chứ phải không? Là tất cả chúng ta phải tự tìm cho mình có một cái tài sản riêng mình cầm chắc nè. Rồi ông đó ông tới rồi, đưa ra trả liền. Cận ông tử thần ông tới nè. Đó, lấy ra trả nè, Nam Mô A Di Đà Phật trả liền không? Là mình có hành trang, có tư lương để mình đối diện với những cái điều đó. Để mình có được những cái sự an lạc. Còn bây giờ mà chết cũng thì chết rồi. Bây giờ đi mời thầy đi dùng thật coi. Giờ đi mời thầy tới hộ niệm dùng coi. Nhưng mà biết khi đó thầy có tới được hay không? Và khi đó nếu có lỡ mà thầy tới được, thầy mà có tới được, lỡ mà chúng ta có còn khả năng thì chúng ta còn đủ minh mẫn, chúng ta nghe theo lời thầy nữa hay không? Phải không quý vị? Điều đó chúng ta không hề chắc chắn. Với chúng ta không hề chắc chắn thì tại sao chúng ta lại không tìm cho chúng ta có những cái hành trang riêng để khi chúng ta đối diện với những cái đó chúng ta chỉ nở một nụ cười và chúng ta mỉm cười với nó thôi. Và đòi hỏi chúng ta phải làm gì? Đòi hỏi tất cả chúng ta phải thực hành những cái pháp môn của Phật dạy để mà có được cái sự an lạc. Bởi vì sao? Chúng ta cứ thường thường ai cũng vậy, niệm Phật để được sanh về cái thế giới cực lạc nó là tốt. Nhưng quý vị nên nhớ một điều, thực tại của chúng ta không có được sự an lạc thì liệu mất đi chúng ta có được an lạc không? Được an lạc không? Không hề. Bởi vì cuộc sống thực tại của chúng ta nè, những cái cây cỏ tham sân si đầy dẫy lên đó mà mình không chịu dùng những cái công cụ dao kéo cắt để mà phát đi những cái ngọn cỏ tham sân si, và đôi khi chúng ta không nhận ra những cái ngọn cỏ tham sân si đó nữa mà chúng ta còn tô bồi cho cái ngọn cỏ tham sân si. Làm sao? Mỗi ngày nó một lớn hơn, mỗi ngày nó một to hơn, mỗi ngày nó một bự hơn. Mình tô bồi cái ta đó trở thành thật là lớn. Lớn rồi liệu liệu ôm theo không quý vị? Liệu có ôm theo cái ta không? Nên là mong cho tất cả chúng ta phải hiểu rõ mình là một người Phật tử đang đi theo chánh pháp, và để tìm được cái sự an lạc giải thoát, và muốn tìm cái sự an lạc giải thoát đó đòi hỏi mình phải có những cái pháp môn, đòi hỏi mình có những cái hành trang, đòi hỏi mình phải thực hành, phải không quý vị? Chúng ta có thực hành không? Chịu thực hành không? Chúng ta muốn được giải thoát không? Ở trong đây ai muốn được giải thoát cho tay lên để coi. Tất cả quý vị ai muốn được giải thoát? Ai muốn được giải thoát? À, giải thoát. Ai muốn giải thoát hơn? Rồi trong đây được mấy ai thực hành cho tay lên để coi. Nửa bốn nửa không nữa. Muốn giải thoát nhưng mà không chịu thực hành thì liệu có được giải thoát không? Như quý vị bây giờ nói là đói mà quý vị cứ kêu ăn, liệu quý vị có no không? Ăn là phải ăn thiệt sự quý vị mới no đúng không? Ăn là quý vị phải đưa vô miệng ngay rồi đem bỏ xuống ruột, bỏ cho nó xuống cái ruột rồi mình mới cảm thấy mình no rồi, đang đói mà cũng kêu ăn 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 ăn. Liệu cái điều đó có làm cho chúng ta được no không? Không hề. Chúng ta phải cảnh tỉnh lại, phải cảnh tỉnh lại, nhớ lại
Mình là một con người Phật tử này, bây giờ này ở nhà làm sao đảm bảo, không có biết quý vị. Nhưng mỗi ngày mình tới chùa có nghĩa là một ngày mình được sự an lạc, một ngày mình được sự giải thoát. Thì đòi hỏi tất cả chúng ta phải làm gì? Lớn mà đâu phải nhỏ đâu, phải không? Chúng ta rất là khó để mà có được cái sự an lạc giải thoát. Đối với những người không có công, không có việc, thoải mái thì nó lại rất là dễ dàng hơn. Đối với những người á mà có công việc á, vô chùa phải lo lắng. Mình quyết định đi, bữa nay mình đi tu, quyết định mọi việc bỏ qua bên, về tính sau. Tốt nhất là đừng nên để điện thoại, vô chùa cứ réo hoài. Giống như dưới Đồng Hảo hả, có cái cô Phật tử bán cá, bữa nay đi chùa tu nha, bắt đầu dặn ở nhà đừng lấy cá. Tự nhiên điện thoại, nó cá lấy về rồi, giờ làm sao đây? Thôi giờ đem đi bán đi, thấy không? Mình phải lo những cái chuyện đó nữa. Quyết định đi chùa, bây giờ nè, mình là quyết định đi chùa, bỏ tất cả những việc đó lại. Cứ đi đường đem theo cũng được, đi đường quý vị đem theo cũng được. Thế nhưng mà rồi tới cổng chùa một cái, quý vị nói bây giờ chắp tay này, có Phật Quan Âm đứng trước đây chắp tay này, bữa nay con đi chùa tu, tất cả những cái phiền não, những cái phiền lụy của ở nhà ở thế gian con xin gửi lại ngoài cổng chùa. Nếu mà lỡ có ai đi ngang đường mà lấy được thì lấy đi dùng con. Không? Nếu mà không ai lấy dùng con đi, nếu không ai lấy đi dùng con, chiều con ra con nhặt con đem về. Mà chúng ta bước vô cổng chùa với một cái tâm an lạc, và chúng ta chuyên cho một cái vấn đề là ngày hôm nay chúng ta đi tìm kiếm cái sự an lạc. Và chúng ta cứ việc tu và tu để chúng ta có được sự an lạc. Đó mới là cái mục đích của một ngày tu của mình, nó mới có ý nghĩa. Nếu như quý vị đi tu một ngày về, khi tu một ngày về cái chuyện tu quý vị không thấy đâu hết đâu. Không có nói bữa nay tôi được cái này được cái kia, mà quý vị về nói bữa nay có bà kia bà đi bà kể cái chuyện này, bữa nay bà kia bà đi bà kể cái chuyện kia, nhà này nhà kia. Quý vị có thấy kết quả tu của mình một ngày là được những chuyện ngoài chợ đó có đáng hay không? Có đáng để nhận những cái chuyện đó hay không? Thôi thì chúng ta ở nhà để bàn những chuyện ngoài chợ đó thấy thoải mái hơn, phải không? Và chùa rồi quyết định, đã quyết định bỏ một ngày vào chùa để tu rồi, thì chúng ta quyết định từ bỏ tất cả hết để một ngày chúng ta được cái sự thanh tịnh. Rồi ngày nào học hỏi được giáo lý nhiều, bắt đầu chiều ra nè, bắt đầu mình mới lọc cái trong cái túi đồ của mình đó. Chúng bữa nay học về tham sân si nè, mà mình bắt đầu chiều mình về mình coi túi đồ mình ở ngoài cổng, mình bắt đầu lục ra, cái món nào là món tham đây, món nào món sân đây, món nào món si đây. Rồi mà mình làm sao, còn khi đó mình mới lấy giới định tuệ là mình hủy nó đi, những cái món đó hủy là xong rồi. Còn món nào thiện, món nào tốt, vô đem về nhà, cảm thấy cái vỏ nó nhẹ không quý vị? Sáng mình đi mình mang theo một cái bầu không khí nặng kiểu giờ về để ăn lạc thoải mái. Có những người đi, đôi khi đi vô chùa là vì sao? Trốn tránh cái sự đau khổ ở ngoài, trốn đi cái sự đau khổ ở ngoài. Là bây giờ cảm thấy ở nhà khổ quá, giờ vô chùa có cảm thấy thoải mái chút. Thoải mái chút, vô nghe giáo pháp thì thiệt sự là thoải mái thiệt, vui vẻ thiệt, mình có được sự an lạc thiệt. Nhưng mà bắt đầu chiều về mình không có phương pháp, mình không có cách hóa giải, rồi mình ôm cái sự đau khổ ôm không? Ở trong chùa cười cười tươi tươi với nhau, mọi người gặp gỡ cười tươi vui vẻ nhau, mới bước ra cổng chùa mặt xìu xuống. Bắt đầu về đối diện cái gì đây? Lỡ ở nhà chửi, hay là ai nói cái gì đây? Vay nợ nó tới như thế nào đây? Biết làm sao đây? Biết bao nhiêu việc. Mà tự nhiên hồi nãy đang vui vẻ, giờ đau khổ không? Mình phải làm sao có được những, đã học được những phương pháp để hóa giải những cái đau khổ của tự thân. Đòi hỏi chúng ta phải thực hành những cái phương pháp đó để cắt trừ đi những cái sự đau khổ đó, để cho chúng ta có được sự an lạc.
Và chúng ta phải nhớ một cái thực tại, nhớ một cái sự đau khổ. Chúng ta đừng bao giờ né tránh nó, chúng ta đừng bao giờ chạy trốn nó. Bởi vì chúng ta càng chạy trốn thì nó sẽ càng tới. Chúng ta càng chạy trốn thì nó càng mãnh liệt hơn. Bây giờ chúng ta phải đối diện. Một cái việc tới với chúng ta đối diện và giải quyết nó xong, em, thì chúng ta đã, thì tất cả chúng ta phải làm sao để mà cùng nhau giải quyết những cái lo buồn ngay từ đầu. Bây giờ bình thường em, chúng ta thì thấy có một cái gì mới lên một cái chúng ta phải lo thôi, chúng ta thấy nhẹ nhàng thôi, để đó tính giải quyết sau, để đó quý vị chưa chịu giải quyết rồi mai có nữa, có thêm món này món kia để tự nhiên chất chồng lên, sao giờ nhiều quá mình chưa giải quyết được món nào, sao nhiều quá vậy, cảm thấy sợ không quý vị? Nhiều quá cảm thấy sợ, cảm thấy muốn trốn. Bây giờ thực tại của chúng ta nè, có một cái sự đau khổ này mà chúng ta đối diện với nó, nó từ đâu đến và vì sao nó đến, rồi bắt đầu mình giải quyết nó. Mình giải quyết nó xong rồi, nó không còn gì nữa. Có nghĩa là vấn đề chúng ta đã đối diện và giải quyết. Đối diện giải quyết rồi á, thì cái món nợ đó nó có còn không? Cái sự đau khổ có còn không? Hết. Phải không ạ? Chúng ta phải, bây giờ này, một cái sự đau khổ chúng ta tới nè. Rồi, thấy rồi. Bây giờ tôi thấy rồi. Nó là từ chỗ đó tới. Và vì lý do đó mà nó tới, làm tôi phải đau khổ như thế này. Phải không? Rồi bắt đầu chúng ta mới quay lại à, những cái này đau khổ nè, những cái pháp môn mình học được nè, những cái cách thức mình học được để mà đối trị những cái sự đau khổ nè, lấy ra giải quyết. Và mình nhìn thẳng cái vấn đề, bây giờ mình phải giải quyết nó thôi, không giải quyết là nó cứ theo mình. Quý vị có muốn những cái đau khổ nó luôn luôn theo mình không? Có muốn không ạ? Nếu như chúng ta không muốn những cái đau khổ nó theo mình thì chúng ta phải làm gì? Phải làm gì quý vị ha? Chúng ta phải giải quyết đau khổ, phải không? Phải giải quyết đau khổ. Quý vị nhớ cho một điều, bữa nay quý vị học được là gì? Học được là gì? Ở đời có ba thứ gì? Tham, sân, si. Vì tham, vì sân, vì si mà thế giới này trở nên chiến tranh. Nếu như vì tham, vì sân, vì si, bởi vì chúng ta ở một quốc độ, chúng ta có những văn hóa, chúng ta có những cái phong tục của cái chỗ chúng ta đang ở, chúng ta tới một cái chỗ khác như thế kia người, và mình nói rằng cái phong tục tập quán của người ta như vậy là nó sai, thì chúng ta bắt đầu đấu tranh. Nếu mà giữa cá nhân, đấu tranh với cá nhân thì chúng ta gọi là đấu tranh tư tưởng cá nhân, còn đấu tranh giữa những cái đó với nhau chúng ta gọi là đấu tranh ý thức hệ với nhau. Và chúng ta không thông cảm, bởi vì không thông cảm chúng ta mới bắt đầu gây nên những cái sự đau khổ cho nhau. Bởi vì sao? Quý vị mà gây sự đau khổ cho người ta thì người ta sẽ ôm hận, phải không? Ôm hận một ngày nào đó người ta sẽ quay lại gây sự đau khổ của mình, phải không? Mình nhận đau khổ rồi mình ôm hận quay lại. Chúng ta coi những bộ phim kiếm hiệp không quý vị? Thấy nè, giữa hai ông sư phụ với nhau. Một ông đệ tử của sư phụ này giết chết ông sư phụ của ông kia. Rồi cái đệ tử của ông mà bị chết á, là phải làm sao học giỏi cho giỏi, quay lại trả thù cho sư phụ mình, là phải giết ông sư phụ kia chết. Giết ông sư phụ kia chết rồi đệ tử của ông sư phụ chết, quay lại học cho nhiều lên, quay lại quyết định trả thù cho sư phụ mình. Và cái đó làm sao? Quay đi quay lại. Có bao giờ dừng không quý vị? Không dừng. Nó không được tiếp nối. Nếu nó không có sự hóa giải, nếu không được hóa giải và không được giải quyết thì cái sự đau khổ đó nó luôn luôn nó theo mình. Và coi như là cái sự đau khổ đó theo mình giống như là hình với bóng đó quý vị. Thế gian này chúng ta cũng thường
bây giờ ai cũng muốn bình yên, thì chắc có lẽ thế gian này rất là hòa bình với nhau rồi. Thế nhưng mà đâu có đâu quý vị. Chỗ này muốn kiếm chỗ kia muốn kiếm chỗ nọ. Mình có cái này rồi, mình cảm thấy tham hơn, mình muốn có được nhiều hơn. Không những cho bản thân của mình, cho bản thân mình quá nhiều rồi, giờ cho gia đình mình, cho gia đình mình, rồi cho những người xung quanh. Những cái tham đó, nó phải đạp lên những cái khác mới có được những cái đó, không quý vị? Muốn có được cái đó là phải đạp qua những cái khác, phải đấu tranh với nhau mới có được. Thế bây giờ chúng ta tham lam nè, bởi vì bây giờ chiến tranh với nhau làm gì? Để cướp đoạt tài sản nè, rồi làm gì nữa? Rồi giống như mình gọi là mình muốn để mà thể hiện cái uy danh của mình là mình thu phục, mình đàn áp người ta. Mình đàn áp người ta bằng cái gì? Chiến tranh. Và để sao? Để rồi chúng ta quay lại, người bị đàn áp người ta có hậm hực không quý vị? Bắt đầu người ta lại nuôi cái hận thù. Một ngày nào đó mọi người đứng lên quay lại. Thế rồi từ cái sự tham sân si, vì không có cái trí tuệ để mà quán xét, không có trí tuệ để mà quán xét về cái hành động của mình đó, mà nó dẫn tới cho cái tham và cái sân, nó làm việc một cách bản năng, nó làm một cách bản năng, và để cho cái tham cái sân đó nó cứ tự nhiên nó làm. Thế rồi bắt đầu chiến tranh cứ xảy ra, đấu tranh cứ xảy ra với nhau, chết chóc vẫn luôn luôn. Người Phật tử chúng ta không phải, chúng ta phải làm sao? Chúng ta nhận thức rõ ràng những cái tham làm cho chúng ta phải đau khổ, và những cái tham đó nó làm cho mình phải trầm luân lặng hụt. Thế bây giờ mình muốn thoát ra khỏi cái trầm luân lặng hụt đó, đòi hỏi mình phải quay về nương tựa gì? Quý vị quay về nương tựa gì à? Nương tựa chánh pháp không? Chánh pháp là cái gì? Chánh pháp là gì à? Chánh pháp là những lời Đức Phật dạy, những lời mà Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta phải thực hành những cái lời dạy đó để đạt được cái sự an lạc. Đạt được cái sự an lạc rồi chúng ta phải giải thoát. Vì tất cả chúng ta hôm nay đến đây ngồi chắc có lẽ ai cũng muốn giải thoát không? Muốn giải thoát không quý vị? Thích được giải thoát không? Nhớ nha, muốn giải thoát rồi thì phải thực hành, không có gì hết trơn. Muốn ăn là phải lăn vô bếp, không có gì hết. Chứ không ai mà tự nhiên đem tới cho chúng ta ăn đâu. Không ai mà tự nhiên dâng cái sự an lạc cho tới cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy cổ xương nói như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri là sao? Là như người uống nước lạnh nóng, người đó tự biết được. Nếu như mình bây giờ này, mặc dù người ta nói nhớ quý vị quay trở về, mặc dù cái những cái sự chia sẻ của đồng hảo nó không có cái là cái gì nhiều hết trơn á, nó không có gì sâu, nó không có gì quá cao siêu, không có gì thâm thúy hết. Nhưng mà điều đồng hảo muốn gửi gắm và chia sẻ tới mất tất cả mọi người là mình hãy nhìn lại mình là một con người Phật tử tới với Phật để mình thực hành những pháp môn của Phật dạy cho mình có được cái sự an lạc. Vâng quý vị. Và tất cả chúng ta ai cũng muốn có được sự an lạc, ai cũng muốn có được sự giải thoát. Ngày chúng ta không những chỉ dừng lại ở tự thân được giải thoát, mà chúng ta sẽ làm sao cho tha nhân cũng được giải thoát như chúng ta. Và mong tất cả quý vị hãy nhớ rằng tham sân si nó là ba con độc, ba cái loại thuốc độc đó nó còn độc hơn cả những loại độc của những con rắn. Những cái loại độc đó nó làm cho chúng ta bị đau khổ, những cái loại độc đó nó lôi cuốn cho chúng ta
sân hận, rồi bắt đầu phải trầm luôn. Và chúng ta bây giờ hôm nay cùng nhau chia sẻ, muốn giải quyết ba món độc đó, chúng ta lấy giới định huệ ra để chúng ta phá trừ đi những cái đó. Và mong rằng quý vị sẽ nhớ và thực hành những cái điều đó. Nhớ thực hành nha quý vị, cái này không phải nghe chơi nha, cái này phải thực hành. Lỡ nếu mà có duyên để mà đồng hảo còn có thể tiếp xúc với quý vị nữa thì sẽ coi thử quý vị bắt đầu hỏi thăm quý vị thực hành nha, kết quả quý vị thực hành được như thế nào nha. Lỡ mà thử một cái quay lại chửi thầy là không được nha. Thay mặt cho đạo tràng Phật tử thờ bác con trai, cầu mười phương chư Phật tam bảo gia hộ cho đại đức cùng quý Phật tử ở nơi vùng miền thành phố Hồ Chí Minh mà không quản thời gian nội đến đây mưa gió, không biết nói gì hơn, chỉ nhất tâm cầu nguyện ơn trên tam bảo gia hộ cho đại đức thanh tâm an lạc và được dồi dào sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.